Đây cũng là một trong những cái chuyến đi về Việt Nam thăm ông ở Hóc Môn. Mình cũng có đôi lời xin chia sẻ cùng các bạn. Đây là một trong những cái cuộc tình rất là hấp dẫn của ba ông. Ba người này là ba anh em ruột vỏn vẹn, gia đình chỉ còn lại có ba người thôi. Mà hiện giờ thì các ông đang sống mạnh khỏe. Tuy tuổi các ông đã khá cao nhưng các ông vẫn còn có sức khỏe rất là tốt. Cái người bên phải là ông thứ sáu, đang ở Long Khánh. Tuổi ông là 104 tuổi rồi. Rất là khỏe mạnh, minh mẫn. Nhưng ông không có thấy rõ. Còn ông tám thì ở giữa, hiện bây giờ là 100 tuổi. Là ba của mình. Hiện bây giờ đang ở Hóc Môn. Sức khỏe của ông vẫn khỏe nhưng kém hơn hai anh em khác. Hiện bây giờ ông không có nghe rõ lắm. Đặc biệt cái sở thích của ông là thích đi dạo vào buổi sáng và uống cà phê. Còn ông 10 ở bên tay trái là người em út, hiện bây giờ đang ở Úc Châu. Ông chú hiện bây giờ theo mình đoán là 96 tuổi rồi. Sức khỏe của ông rất là tốt, minh mẫn nhưng ông cũng không có nghe rõ lắm. Thôi bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng chia sẻ một cái đoạn video clip ngắn này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn ngủ cà phê đồ ngon lành nữa vậy? Ly cà phê húp 2-3 húp là xong thôi. Không cần uống nhiều, 2-3 lần là hết rồi. Được quá mà. Ngon quá. Quá ngon. Còn nhịp đùi nó nhịp chân nghe không? Để ra ông uống đi cái đã. Để ông uống hết rồi. Hôm qua ông giơ tay đi, ông làm cảm hết rồi. Uống lẹ lắm mà ngon. Vui không? Coi con có còn hay không đi. Ngon quá, bữa nay sao uống gì ngon quá. Uống miệng kìa, thấy đó. Giỏi. Nước có nóng không vậy? Nóng là nước nóng không vậy? Cỡ nào cũng chơi được hay không? Hồi nãy hết cái tô đó luôn á hả? Còn hả? Đúng rồi, đúng, khỏe người lắm á. Mà anh khoái đi nữa, anh khoái ngồi chơi. Còn thì còn ngon á, cái đồ mình nấu cháo gì vậy, xay có mấy xay xay nát nhuyễn.
xem thịt chứ. Đút nữa đi chị, đút nữa đi. Không, đừng có đút thịt, đút đi không thôi. Ừ, đúng rồi. Giống ông nhất mà
phương tiện để đi về. Và nó thẳng hồi đó là mới cái vụ mà Việt Kiều rồi này nọ, nó mới có máy bay là nó khó đi lắm, nó kinh lắm. Hồi đó về xuất trình giấy tờ của ghê lắm. Hồi đó đi khó khăn hơn giờ. Rất là khó, khó 100 lần. Bây giờ nó dễ rồi, đó đi kinh lắm, đi kinh lắm, đi về không muốn về mà. Sợ về. Nhưng mà chú Trí, cái chú em Út, chú thứ 10, bà thương lắm, thương kinh lắm. Thật sự ra tôi rất là mấy năm. Mấy năm là cái hồi mà cái khúc ấy, để không hồi là không phải là ở khu đất, tôi nguyên phải là đó là ở Quảng Nam. Nuôi gia đình một mình, một tay là lo. Tội lắm. Cho nên cái mỗi một cái gia đình nào cũng vậy, nó có cái bối cảnh của gia đình đó, chị biết không? Yeah. Nhiều bối cảnh nó đáng thương, phải nói thẳng là như thế này. Thì cũng giống như chị, phải nói thẳng là tôi nói thiệt chứ cũng cảm ơn chị nhiều. Phải nói thẳng vậy, cũng chị cũng này mấy tháng nay chị cũng cố tình chị giúp đỡ ông già. Tụi tôi ở bên kia, tụi tôi không có làm được cái gì đó. Tụi tôi chỉ có tinh thần, nếu ông cần cái gì thì tụi tôi có tinh thần, không tôi không có tinh thần, có chỉ có là vật chất để mà có gửi về cho ông, ví dụ như gửi sữa hay là ông đi nhập thương hay là cái gì, cái điều đó là cái chuyện đó, là mình ở bên đó mình phải dù có bác sao cỡ nào con cũng cố gắng, con phải đem cái về tham không biết lâu quá nha, còn về ông chán thì nhiều chứ về có lâu với con là. Dạ nếu mà con về ông già con là về bác giống nhau. Dạ giống nhau. Dạ về ông già cũng lâu và về về. Dạ không có phải là muốn là đi được, không phải. Dạ không phải như bên này muốn đi là đi. Dạ ở nước ngoài người ta phải đi làm, bác biết không? Thử ra cái thời gian đi thì cũng xin phép đầu này xin phép đầu nào mới đi được. Nhiều khi nó cho mình đi, không cho đi thì mình không đi. Dạ, và đi thì nhiều khi cũng không được nhiều ngày lắm. Dạ, nhưng mà cha mẹ thì già lớn tuổi. Nó lòng am á. Dạ. Phải lo cho dân mình. Cũng phải lo sinh nha, cái kế sinh nha, cả tiếng cái nữa nha. Dạ, nói vậy đó. Thử ra con về thăm ông già là lúc nào con cũng ghé qua bác, thăm bác. Dạ. Tốt lắm. Nhưng mà bây giờ về thấy được, thấy trước mặt là bác sức khỏe và cái sự nhân mặt, cái trí nhớ nó cũng rất là tốt. Dạ con ở bên đó dạ, cho con tự nhiên đó, đây là bà vợ con nè, bà vợ con đây nè, đó là bà vợ con nè. Rồi về thăm bác là quan lắm đấy. Kỳ trước nó cũng về thăm bác một lần kỳ rồi mà hai người ba về cũng một lần mà để bà có biết chứ. Dạ. Không thấy đâu. Dạ. Bà không thấy đâu là ông này. Thấy cái này không thấy tại sao? Mỗi lần đi về mổ mát rồi về quê rồi có lần rồi vô nó đưa cho lại là. Dạ. Năm ngủ dính bò, dính bơi, bò về, thương nó cái bờ ủng hộ. Thôi, con chú chán đây nè, chú chán rồi. Mà bây giờ con hỏi bác cái này nữa nè. Mà trước khi bác mổ mắt đó, đó là bác còn sáng. Còn bây giờ là... Còn sáng, trước khi bác mổ mắt đó là còn sáng phải không? Còn sáng. Mà bây giờ bác có nhớ không? Nhớ. Lần cuối cùng mà trước khi mổ mắt bà nào là bà cuối cùng bà thấy nhớ bà tên gì? Bà cuối cùng á, cái bà cuối cùng á, bác gái, đây đó là cái bà cuối cùng á, không phải bác gái, bà cuối cùng của bác trước khi bác mổ mắt. Bây giờ bác nhớ bà nào không? Bà mà giúp đó hả? Bà cuối cùng, cái bà cuối cùng là bạn gái đó. Mà gái mình đó tới người yêu đó, người yêu là con dâu đó, thì nó khác nghĩa là người yêu cuối cùng của bác đó. Trước khi mà không hiểu đâu, hiểu không, hiểu không, bác hiểu không? Không hiểu. Người yêu, người yêu, người yêu, người yêu, người yêu. Bà Sáu Sen là người cuối cùng mà, bà vợ đó. Con nó nói cho bác nghe. Không hiểu đâu, bà nào? Người yêu. Người yêu. Dạ. Vợ đi vợ. Người yêu của bác chết. Ý nói bà Thanh á. Bà Thanh á. Bà Thanh. Bà Thanh. Bà Thanh á. Bà của bác á. Người yêu mà người vợ cái gì vậy? Dạ con bà nào nữa không? Ủa
Thái là một bà. Một bà thôi. Mà còn nữa là bắt cháu rồi ai biết. Không, bây giờ khai chuyện đi. Bây giờ khai đi, có thì khai có con cháu đầy đủ thôi, bắt khai luôn đi. Thiệt không, nhất định phải không? Một bà thôi. Mà không có bò nội. Phải không? Không. Mà bà tên gì? Bà tên gì? Bà tên Xe. Tên Sen hả? Sen phải không? Ờ phải. Mỗi tên gì Xe à? Quyến Yến thì Sen. Nhớ hả, kinh năm không ăn, không có được. Hôm bữa Dung ra mộ, cái Dung về Dung hỏi. Không nhớ hả Trang. Bà Sen có về thông cậu không vậy? Bà đi quá đâu mẹ, rồi quá bà không chẳng về thông tao. Mỗi lần còn mơ mơ màng màng còn nói là bà về bà thăm. Bây giờ là bà đi đâu rồi? Nói bà đi đâu rồi? Tại gì? Bà đi du lịch. Em rủ. Chẳng về thăm. Lúc con này tên Rủ. Dạ. Vợ con tên Thủy. Vợ con tên Quỷ. Vợ con á. Vợ con này là tên Thủy. Quỷ. Thủy. Dạ. Thủy. Dạ. Thủy. Dạ. 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 Vợ không nghe mới được. Lâu nó mới về mà. Dạ. 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 Đúng rồi. Lót quen nó. Dạ. Dạ. Bây giờ nếu có bà nào nữa thì được không? Có ghệ nữa được không? Có bà khác không? Thôi à, nhất định nha. Nhất định. Một bà một thôi đủ rồi. Cười, tới chỉ cười nữa. Được rồi đó. Bữa thi như ông một như là anh gặp con chú gẹo y đúng thôi. Có nữa là trái sớm hả? Trái sớm. Trái sớm. Gẹo ổng lúc nào cũng nghe người về bây giờ. Dạ. Mình đây còn chưa xong nữa bác ạ. Mình thấy bà nữa còn trái sớm nữa. Không được, nó không được. Dạ. Không có. Không biết là không có. Dạ. Ừ. Một bà. Chú phải tự chỉnh. Sao mà chú một vợ đã ớn rồi. một vợ là ớn rồi, một đôi hai người dây nhau ra đó. Mà có nào ngủ mớ rồi thấy bà nào không? Không. À, một bà một á. Không mớ bà nào ấy. Chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Cái cười không phải lắm, bữa nay ông gặp được tôi ông cười biết hả? Phải cầm cho ông cười mới được. Không của bố cái người mà thanh là cái người bố cái nó có cái mà thanh. Dạ. Nhưng mà bố nó có không á. Không phải. Mà nó biết tí á. Dạ. Chứ còn hồi trước cái là nó lề rồi nó bác lái bà thầy, bác thầy mà lái bà thanh, bác thăm hồi nào một thầy. Dạ. Chỉ có câu là nghịch ngợm mà hỏi đời tư của bác thôi. Không có đại đâu. Không, đúng không bác? Không có ai hỏi con cháu gì mà dám hỏi bác là chuyện tình đồ của bác hồi xưa. Mà con dám hỏi bác. Con dám hỏi bác. Mấy năm này dạ, con muốn là con muốn là tính ra ba nên là với con hai anh thấy hai anh cũng chết rồi nó cũng đã bốn lái bà ta. Dạ cái người bò với cái ông mà gần với nhau nên là nó ngay như mà như là con nó còn cao rồi không là cao á. Con dám hỏi bác tức là có nghĩa là con muốn coi về vấn đề sức khỏe. Muốn học hỏi thêm một chút phải không? Xé một trang của bác. Dạ, phải. Chú Vũ là muốn mượn một trang. Con dâu của bác nói, con hỏi bác phải là học những cái chiêu bài mà của bác là như thế nào để đi cua gái. Phải chỉ ra. Đó không, cho con miếng đi. Chú Khánh liền. Cho con miếng đi. Dạ. Đó không? Cho con một tờ đi để con lấy về con học chứ. Bắt cắt rồi đấy rồi. Bắt không cho con lần sau mà con có. Còn cái nhỏ này
Nhưng mà tâm mà tại cái tâm của mình nè. Tốt xấu là tại cái tâm của mình đó. Dạ. Tâm của mình đó. Dạ. Thôi bây giờ con hỏi là cho con tờ đi. Được không? Cái gì? Cái tờ giấy mà làm để học cua gái đó. Được không? Được không? Không có giấy. Không có giấy. Không có giấy. Không có giấy thì cái tờ cái lương tâm của mình. Dạ, được rồi. Không có giấy tờ, bác có giấy chứng minh nhân dân không? Có. Có. Có chứng minh nhân dân ai là không có. Mà giấy chứng minh nhân dân không nói yêu phải không? Không có yêu gì trong đó hết phải không? Không có, không có cái đó không có. Dạ. Bác giỏi, kinh khủng memory ông, very good, very good, very good mà. Extreme luôn á nha. Chị biết không, ổng cái giọng nói cũng rất là mạnh. Cái memory ổng tốt á là nhờ cái giọng nói của ổng, mà cái giọng nói ổng nó đi về cái nguồn gốc của ổng là cái sức khỏe của ổng rất mạnh. Thành thử cái giọng nói ổng, cái âm thanh ổng phát ra rất là rõ và clear. Ông già ở bển không có cái kiểu đó đâu. Ổng nói, ổng nói nhưng mà cái kiểu dạ cái nói, dạ nói, còn ông là thể thao. Sau khi xem xong đoạn video clip này, các bạn hãy bấm nút like, share hay là subscribe. Ở dưới cái đoạn phía dưới của cái video này có cái YouTube logo. Vui lòng các bạn hãy bấm vào đó và để nhận những cái đoạn video mới. Cảm ơn các bạn.